À, hồi chưa, hầm hồi chưa. Nó định nằm ra. Rồi, nằm ra nữa. Hello. Gấu. Trường đeo. Gấu vừa nói gì nhỉ? Tunnel. Tunnel. Hello. Hai bạn đang đi đang chơi xích đu. Đây, cố bám tay vào. Cố bám tay vào dây đúng không? Bám tay vào dây ấy, đúng không? Bám vào dây. Rồi quá. Rồi quá. Để anh đi rồi con đi nhé. Đấy, anh đi bàn này. Mình đi dưới mình đấy đúng rồi. Anh lớn anh đi kiểu thế, con làm bé. Con biết đi. Con phải đi từ từ thôi. Ok. À, con tự à? Con bị bỏ sang đúng không anh á? Con đi dưới đi dễ hơn, cái bò khó hơn mà cả. Giờ đứng lên. Đứng dậy. Ở đây con bà ở đây. Ừ. Chưa hầm. Chưa hầm à. Hello. Chưa hầm. Con đang đạp chân đồ 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 ăn. TV cũng đặt chân, trên TV cũng đặt chân, cứ xem bạn đi nán đặt chân. Đây mẹ quay ba giữ nhá. Không, mẹ giữ. À mẹ giữ. Có bảo rồi, giờ vừa lên nó thấy có bảo. Một khi là nó cắt. Green cỏ là một cỏ nhanh hạnh quá. Cỏ lên nó cắt. Cỏ lên đi. Vùng. 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 Bèo. 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 Đấy không? Anh gấu trượt đúng không? Ok, trượt ngược đi. Trượt ngược ok. Bím hơi canh này nhá. Whoop whoop. Từ đứng mẹ kéo còn cẩn thận nhé, cẩn thận chỗ này á. Bước lên từ từ á. Bước lên từ từ đúng rồi. Nước mưa đúng rồi. Nước mưa. Chỗ này có quay này gấu ơi. Chạy qua kia rồi. Может подумал, что ты не выйдешь. Ba. Ba. Uvaga là cẩn thận. Vướp. Rồi quá. Rồi ra là có quay quay chỗ này này không? À. À đã muốn leo lên. Chỗ này dốc trơn, leo được cầu thang thôi. Không leo được chỗ này đâu. Đấy đúng rồi, leo được cầu thang chỗ này này. Đó.
đúng rồi. Đấy, mì ba xong rồi. Sao rồi, không xuống nữa à, phải thêm tí nữa à? Đấy, rồi xuống đấy. Xuống, đấy. View. Đường này lên khó nè. Không biết ở đâu, anh lớn anh mới lên được. Anh cao hơn con, không phải ăn nhiều, cao là anh lên. Đúng rồi, con về nhà không phải anh nhiều. Giờ leo này là giỏi lắm rồi. Hello. Hello. Hai con trượt xuống đi, con trượt xuống đây đi. Wow. Rồi máy bay bay lên này. Vì xe à? Đi về đi gấu ấy. Chiều ra công viên chơi tiếp. Rainbow, red, orange, yellow, green. Rain là mưa, bow là cái bát à? À đúng rồi. Bow hay là cánh cung? Bow là cánh cung à? Bow là cánh cung ấy. Có phải không? Nếu mà ra không bên chơi đấy, đúng body của anh Hubut cho. Đúng rồi. Body ấy, áo này cho nó không lấy đi hỏi luôn chứ. Mùa đông đến mẹ mặc cho con nhé. Mày nữa khác, không phải mặc à? Đúng rồi. Khi nào chủ đích ra không bên chơi ấy. Cái đấy. Ờ. Chói giờ mặc ấy nhỉ? Ừ. Mùa đông đến mình mặc áo liền quần mình. Ừ. Áo phao liền quần đấy. Ờ. Chị tuyết. Ờ. Chờ lúc ăn nữa nhé. Rồi đi về. Hay gọi điện rủ bảo về chơi tí. Rồi đi. Mẹ gấu bên ba bên. Vâng. Đây. Gấu lên không? Mẹ gấu bên.